quá không? Rồi hấp dẫn quá. Dạ, Colorman. À, trời ơi khói đã quá. Trời ơi, miếng sườn ngon quá trời. Rồi ba đoạn nướng à. Ồ. Ủa đây là ngã tư đường gì ta? Lý Thái Tôn. Ngã tư đường Lý Thái Tôn và đường Phan Ngọc Hiển. Dạ có một cái quán cơm Tấm Hằng. Khói bốc nghi ngút. Mình thấy mấy anh đứng nướng thịt rất là đông vui. Thế là cả đoàn mình tấp vô luôn. Ở đây như có nem nướng nữa phải không em? Có luôn hả? Có nem nướng luôn. Wow. À có gà quay luôn. Gà quay nem nướng. Trời thịt ngon quá nè. Ủa đây bán xa, bán từ sáng tới tối luôn. À 8 giờ tối, 8 giờ. 6 giờ sáng tới 8 giờ tối. Nào đi ra coi có. Ồ. Đây sườn nướng xả nè, sườn ướp sẵn nè, lát nữa để lên nướng xả nè. Đợi gì chứ mà đi mấy cái quán cơm tấm, cái nhìn mấy cái cảnh mà quay nướng như thế này nhìn rất là ghiền luôn. Phan Ngọc Hiển, ngã tư Phan Ngọc Hiển và Lý Thái Tôn. Có quán cơm Tấm Hằng chắc chắn ở đây bà con bán ra sẽ biết. Ồ, đây là cái hướng đường đi vào đây. Wow, wow. Ồ, có trứng chưng nữa. Mắm chưng ngon quá. Rồi dặn gì giờ trời. Ồ, nem nướng này hấp dẫn chưa? Wow, wow, tùm tùm tùm. Chết cha, con có chỗ ngồi không nha. Ủa, chú dĩa gì ta? Cái dĩa cơm trứng chưng hả? Mắm chưng hả? Mắm chưng. Mắm chưng. Ồ, sườn nướng xả nè. Sườn muối xả chiên. Ờ, sườn muối xả chiên. Rồi thôi cho chú dĩa sườn muối xả chiên nha. Sườn muối xả chiên với lại cái mắm chưng nha, mắm chưng nha. Rồi ok. Rồi thấy mấy cái miếng thịt nướng cũng ngon quá. Rồi đây đem nướng nữa nè. À có bì nữa. Rồi sườn muối xả chiên. Phải còn chỗ ngồi không con? Dạ. Còn chú này. Mấy hộp anh? Rồi cho dĩa cơm gà thôi. Rồi có gà quay nữa kìa. Ôi trời ơi. Rồi đi vô kiếm chỗ nha. Kiếm chỗ ngồi, kiếm chỗ ngồi. Sườn muối xả chiên. Cho chú thêm bì luôn nha. Bỏ vô luôn. Dạ rồi. Dạ rồi, dạ rồi. Rồi. Hai đứa ăn ít quá vậy. Làm có mỗi đứa con cái đùi rồi. Trời ơi nè. Trời ơi, con là mua con lemon food mà ăn rồi. À, dưa muối hả? Chị này còn bon hết thêm trứng nữa nè chú. À. Trời ơi, nó ăn ít quá ha, nó nào cũng sợ mập hết mà ăn cái đùi. Ui cái đằng ăn cái đùi nhìn. Anh kiếm cái bàn, kiếm cái bàn ngồi. Anh em mình đã yên vị của mình chưa có. Có chỗ không? Ngồi đó. Thôi mấy đứa ngồi đi, mấy đứa ngồi đi. Ngồi đi cho sáng. À ngồi đây hả? Ờ thôi anh qua đây ngồi nè, anh qua đây ngồi cho sáng. Chính đang ngồi bên đây mới sáng nè. Trên cái ghế, em lấy cái ghế kia. Đổi ghế. Đó. Ngồi ngay sau lưng giáo chủ. Đó,
Mary kìa. Dạ. Ăn gì Mary? Trời ơi, thấy có một cái bình luận gì nói giống Gia Lê Dương Bảo Lâm, cái nó buồn luôn, xong nó không quay nữa bà con. Đó, trời ơi, đâu phải dễ gì mà kiếm được cặp môi của Lê Dương Bảo Lâm đâu mà. Trời, cái quán đông vui thiệt chứ. Khách ra vô nùm nượp luôn, đông nghẹt luôn. Khói bốc nghi ngút. Cơm tấm Hằng, dạ. À, cô Hằng hả cô? Dạ. Hay luôn, đó. Rồi bánh hỏi nữa, ai bánh hỏi vậy? Dạ, bánh hỏi hai chị bên đây. Thôi, thôi, hai chị. Ôi. Rồi, ăn bánh hỏi luôn, vui vậy? Bánh hỏi cũng thịt nướng luôn hả cô? Ờ, chị bánh hỏi thịt nướng. Cho con dĩa bánh hỏi nem nướng luôn đi cô. Ăn miếng cho vui. Con bánh hỏi nem nướng nữa lên đây. Chơi luôn. Thôi đành luôn, thấy hấp dẫn quá. Ở bên có ớt bầm không vậy? Chanh ớt bầm. Kiếm anh ớt bầm đi, cho Quy. Cho em hũ ớt á. Rồi, ok, dạ. Rồi. Ít ớt quá, ít ớt quá. Rồi, bữa nay được ăn cái này đâu. Rồi, cho em hũ ớt nhiều quá, dạ. Rồi, ớt mới luôn. Dạ rồi, đúng bài, đúng bài, đúng bài. Rồi, rồi mời bà con cô bác cùng ăn trưa. Đây là nước mắm. Thấy nó kèo kèo là rất ngon rồi. Chưa cần đụng tới, thử rồi. Rồi đây. Ồ. Ồ, cái nước mắm này nó không phải nước mắm kẹo nha. Chua chua, có cái vị tắc. Hết trời ơi, tiếp tế kìa. Trời ơi. Lỡ rồi, người ta cho nhiều quá, mình ráng ăn nhiều chứ. Rồi. Đó. Không biết cái nước mắm này là cái ớt này là ớt có cái vị không, mình nghi quá. À, không. Ớt bầm thôi, ớt tươi thôi. Ủa lạ vậy? Ăn bánh hỏi mà có mùi xuống muối xả nữa. Hơi lạ nha. Đó, trời ơi. Con mắt to hơn cái bụng. Xả là nhìn là cái màu này ngon rồi đó bà con. Ôi thịt nó thơm quá. Sườn nướng nó vừa tới. Bên ở ngoài thì nó giòn, bên trong thì nó thịt nó rất là ướt, không có bị khô. Sườn muối xả cực ngon nha các bạn. Ừ.
Đây cái trứng mắm chinh. Mắm chân này hơi khác, không với các cái mắm chân trước đây mình ăn thì cái mùi nó rất là nặng mùi ha, còn cái này không có cảm giác đó luôn, không có cảm giác cái mùi mắm quá nhiều nhưng mà nó rất đậm đà và đặc biệt là nó thơm, rất là thơm tiêu. Rất thơm, rất mắm luôn bà con ơi. Ăn này đỡ ngán. Sườn muối xả, sườn ngon muối xả. Các bạn nào mình hỏi không? Mắt tôi to hơn cái bụng rồi. Nhìn hấp dẫn quá mình gọi. Ép. À, dành một miếng thôi. Thử một miếng bánh hỏi thôi. Ngon quá. Ôi, nó dính nhiều quá. Trời ơi. Thôi đành nè. Rồi, miếng nem, muốn nem nữa không? Kiếm miếng nhỏ nhỏ, miếng nào cũng bự quá trời. Rồi, đúng rồi, miếng nhỏ xí thôi. Ok, rồi, cảm ơn em. Dạ được. Rồi, chào em. Có lạ. Để phải bỏ vô đây luôn nó sướng. Rồi một cục nem nướng. Về ăn được hai món. Đây có một cái này mình rất là thích. Đó, dưa chuột muối nữa. Dưa leo muối. Hơi chua. Nhưng mà nó cũng hơi chua nhưng mà nó đỡ ngán, ngon, giòn tan à. Ông cơm tấm này đúng ngon luôn á. Nhìn cái hạt giống như cơm tấm nhuyễn. Chính đức nghiền món sườn non chiên muối rã.
cái này ngon quá. Con kêu đi vậy. Ừ. Nghi lắm mà. Đổi tay máy. Cũng mắc cười lắm, nói chung là mỗi lần mà mình cho lên mình tới ăn cái mình ăn cái gì bà con hay gọi theo đúng món đó. Có một bạn bên cái quán bánh, mình nhớ có cái quán bún riêu tôm ở tại Vũng Tàu, nó anh đó, anh vô anh gọi cái tô bình, cái tô mà gọi là bình dân nhất, sau đó khách vô và gọi tô đó không à, trong khi em có cái tô đặc biệt làm em mất doanh thu. Có biết không, mỗi người ăn cách khác nhau, mình ăn theo kiểu mình á, thích dừng kêu đó. Giống như lúc mình mở đầu cái video thì đó, bà con thấy không, là cái chỗ nướng Bà Rọi rất là hấp dẫn, mình là không thích ăn đó, mình thích ăn muối xả. Mình chắc chắn là cũng rất nhiều người thích ăn Bà Rọi nướng, không? Nhưng mà phải nói cái cơm đây, cái sợ cái hạt cơm nó rất là miễn mà khô, nó vừa phải, không bị quá khô, không bị quá nhão. Cực kỳ ngon. Thì nãy giờ ngồi thấy khách ra vô nùm lượp luôn. Thơm quá, miếng sườn. Nãy giờ không review gì đó, ăn toàn ăn không? Khó. Gặp miếng dính rồi đúng không? Xuất sắc à, ngon. Strongly suggest bà con mình về, có về Cà Mau mà có ghé quán cơm Tấm Hằng, hãy ăn thử cái rất nhiều món ngon, nhưng mà đừng bỏ qua cái món sườn non chiên muối xả nha. Chấm chấm chấm. Đây nằm ngay ngã tư đường Lý Thái Tôn và Phan Ngọc Hiển. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.